Có vòi mà chẳng có đuôi, bụng chỉ thích chứa nước thôi mới kỳ. Bình thường chẳng nói năng chi, gặp lửa lại cáu, phi phi lạ chưa? Là cái gì các em nhỉ? Câu hỏi này hơi khó đúng không? Hãy cùng bạn Su Su tìm đáp án nhé! Xe chữa cháy. Chính đường, chính đường. Mình đỏ như lửa, bụng chứa nước đầy. Tôi chạy như bay, hết vang đường phố. Nhà nào bốc lửa, tôi dập liền tay. Ai gọi chữa cháy, có ngay, có ngay. Có ngay, có ngay. Đó chính là xe chữa cháy đấy các em ạ. Các em đã bao giờ nghe thấy tiếng xe chữa cháy chưa? Lúc nào nó cũng xuất hiện kịp thời để dập lửa, không để lửa lan rộng sang vùng kế bên phải không nào? Mình cùng đọc lại một lượt nữa nhé. Xe chữa cháy. Mình đỏ như lửa, bụng chứa nước đầy. Tôi chạy như bay, hết vang đường phố. Nhà nào bốc lửa, tôi dập liền tay. Ai gọi chữa cháy, có ngay, có ngay. Có ngay, có ngay. Chúng mình thử đóng vai là một chiếc xe cứu lửa và đọc bài thơ cho mọi người nghe nhé. Hẹn gặp lại các em. Nhấn nút subscribe để cập nhật các video mới nhất từ Bookit bạn nhé.